Quốc Hưng và Lan Vy kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ ba ngày 13 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Chương trình kết nối những yêu thương. Một điểm báo. Và điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin do biên tập viên Quốc Hưng giới thiệu. Xin mời biên tập viên Quốc Hưng. Cảm ơn Lan Vy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đột phá trong những tháng của năm 2024 nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024. Theo đó, phấn đấu 6 tháng cuối năm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 13,55%, đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 11-12%. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương rà soát các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ đã đặt ra, nhất là chỉ tiêu nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, kết quả còn thấp so với kế hoạch, để tập trung lãnh đạo chỉ đạo có giải pháp đột phá, khắc phục hạn chế khó khăn vướng mắc, đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2024. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá và phát triển 6 ngành lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện tốt công tác chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, kiểm soát dịch bệnh, tăng cường y tế dự phòng và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, triển khai đầy đủ kịp thời có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm xuất khẩu lao động, triển khai có hiệu quả chương trình xóa nhà tạm cho người nghèo. Xác định việc cấp mã số vùng trồng cũng như thực hiện tốt truy xuất nguồn gốc là cơ hội để tăng sức cạnh tranh cho nông sản ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Thời gian qua, tỉnh Phú Yên đã đẩy mạnh công tác khuyến khích, hỗ trợ, giám sát các tổ chức cá nhân đăng ký mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm tạo hộ chiếu cho nông sản vươn ra thế giới. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã cấp 7 mã số vùng trồng xuất khẩu, trong đó 4 mã số vùng trồng cho cây sầu riêng, còn lại là cây ớt, đậu đỏ và đậu ván. Mặt khác, tỉnh cũng tiến hành cấp 16 mã số vùng trồng nội địa để các địa phương đạt tiêu chí 13.6 trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, theo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh Phú Yên, quá trình cấp quản lý giám sát mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu tại Phú Yên vẫn còn nhiều khó khăn. Các vùng sản xuất được cấp mã số đa phần bán cho các thương lái, chưa quan tâm đến mã vùng và thực hiện truy xuất nguồn gốc. Mong muốn nhất là cái công tác sự phối hợp giữa các cấp các ngành ở các cái địa phương và cái sự nhận thức của trong cái công tác triển khai ở nông dân ở các địa phương đều phối hợp cái thực hiện cái công tác cấp mã số vùng trồng. Hiện nay, việc cấp mã số vùng trồng là một trong những tiêu chí được đưa vào để đánh giá công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Vì thế, trong quá trình tổ chức kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có hướng dẫn cụ thể giúp các xã khắc phục một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với địa phương rà soát các vùng sản xuất chính, vùng trồng các loại cây được xác định là chủ lực để tập trung hỗ trợ thiết lập cấp mã số vùng trồng cho vùng sản xuất, nhất là tại các xã phấn đấu về đích trong năm 2024. Sở Nông nghiệp cũng là sẽ có những mô hình để tạo cái vùng nguyên liệu rồi gắn với thương hiệu, gắn với cái số hóa mã trồng giúp cho người dân để nâng cao cái giá trị trên một đơn vị diện tích. Mã số vùng trồng được coi là tấm vé thông hành của nông sản khi lưu thông trên thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu chính ngạch. Do đó, khi vùng trồng được cấp mã số, sản phẩm của vùng trồng sẽ được nâng tầm giá trị gấp nhiều lần. Thưa quý vị và các bạn, bản du lịch cộng đồng Xin Suối Hồ thuộc xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, nơi được thiên nhiên ưu đãi khí hậu mát mẻ trong lành, phong cảnh hữu tình thơ mộng đã trở thành điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan thời gian qua. Phát huy tiềm năng sẵn có để thu hút khách du lịch đến với bản nhiều hơn, người dân nơi đây đã có sáng kiến làm những ngôi nhà tổ ong với thiết kế độc đáo, gần gũi với thiên nhiên, tạo ấn tượng cho du khách khi đến đây tham quan nghỉ dưỡng. Với mong muốn tạo công ăn việc làm cho các thành viên trong gia đình và thu hút khách du lịch đến với bản, năm 2019, anh Hãng A Xà đã xây dựng 12 căn nhà tổ ong. Những căn nhà này được đặt theo tên của các loài ong với thiết kế độc đáo, đã tạo sự tò mò, khám phá của du khách. Từ năm 2021, sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, 12 căn nhà tổ ong và 6 căn nhà tổ chim
Trung bình mỗi năm gia đình anh đón hàng ngàn du khách tham quan, nghỉ dưỡng khi đến Xin Suối Hồ. Tôi làm như vậy thì khách đến đây thì khách sẽ được khám phá, trải nghiệm, tức là ngủ trong một cái tổ ong, tức là qua đêm ấy, thì đó là một cái điều mà sẽ thu hút được rất là nhiều khách. Những căn nhà tổ ong hiện đang thu hút khách du lịch đến tham quan và nghỉ lại. Du khách đến với bản Xin Suối Hồ đều có cảm nhận nơi đây phong cảnh đẹp như một bức tranh thiên nhiên giữa núi rừng hoang sơ, hùng vĩ. Đặc biệt, những ngôi nhà tổ ong đã tạo cho du khách những trải nghiệm mới lạ và là điểm check-in thu hút giới trẻ. Cũng rất thích về cái không khí và cái văn hóa nét đặc sắc của cái bản này. Cái thứ nhất là vừa sạch sẽ và con người cũng rất thân thiện. Trải nghiệm ở một các cái nhà tổ chim, tổ ong và các cái khu mà nhà homestay của người dân thì mình thấy là rất là phù hợp và thoải mái. Cho anh Xà sáng kiến ra những cái nhà trên cây, rồi là đặt tên là tổ chim, tổ ong. Khách nước ngoài người ta thích những cái mô hình như thế, người ta ở yên tĩnh rồi ta muốn trải nghiệm cái không gian đó, nên là khách phương xa người ta rất là ưa chuộng những cái mô hình như này. Với sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo không ngừng của người dân trong phát triển du lịch, đến đây bản Xin Suối Hồ được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh là làng du lịch cộng đồng tiêu biểu năm 2019. Đặc biệt vừa qua, điểm bản du lịch cộng đồng Xin Suối Hồ đã được tôn vinh ở Giải thưởng Du lịch ASEAN 2023 diễn ra tại Indonesia. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, cùng với 33 vườn quốc gia khác trên cả nước, vườn quốc gia Bù Gia Mập của tỉnh Bình Phước được ví như ngôi nhà chung của các loài động vật quý hiếm, nguy cấp cần được ưu tiên bảo tồn. Để điều tra, giám sát có hiệu quả các loại động vật trong rừng, nhất là các loại quý hiếm nguy cấp, trong thời gian qua, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đã ứng dụng công nghệ chụp hình tự động dựa trên cảm ứng nhiệt và chuyển động, hay còn gọi là bẫy ảnh. Tại những điểm đặt thiết bị chụp ảnh tự động, khi có cảm ứng nhiệt hoặc cảm ứng chuyển động của các loài động vật hoang dã, máy cảm biến sẽ tự động chụp hoặc quay lại hình ảnh trong phạm vi di chuyển mà không làm xáo trộn đời sống các loài động vật. Thiết bị còn có thể giúp cán bộ nhân viên của đơn vị lưu lại được nhiều hình ảnh đẹp và độc đáo về thiên nhiên hoang dã mà bình thường khó có cơ hội chụp được. Mình tiếp cận để ghi nhận hình ảnh của loài đó là vô cùng khó khăn. Khi mà ứng dụng cái bẫy ảnh vào thì vườn chụp được rất nhiều hình ảnh về như bò tót, nai, lợn rừng, rồi tê tê, những loài. Và ngoài ra thì ứng dụng bẫy ảnh thì chụp được những loài động vật ban đêm. Mình có thể bổ sung nguồn thức ăn để các loài động vật tới thì máy tự động nó chụp. Theo thống kê, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập có trên 830 loài động vật, trong đó có 106 loài thú, 248 loài chim, 59 loài bò sát, 342 loài côn trùng, 49 loài cá. Đặc biệt có tới 61 loài động vật nguy cấp quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng. Nhờ đặt bẫy ảnh, thời gian qua, các cán bộ nhân viên của đơn vị đã ghi nhận được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào việc đánh giá sự đa dạng sinh học của vườn. Sử dụng cái bẫy ảnh để mà giám sát những cái loài động vật, đặc biệt những cái động vật như bò tót này, rồi những cái loài mà động vật ăn cỏ thì rất là tiện dụng. Chúng ta có thể đếm được những cái số cá thể trong một cái quần thể. Trong thời gian tới, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập sẽ tiếp tục đặt nhiều hơn thiết bị quay chụp tự động để điều tra đánh giá về số lượng, tập tính cũng như vùng phân bố của các loại động vật hoang dã, từ đó có giải pháp hữu hiệu hơn trong công tác bảo vệ rừng nói chung, động vật hoang dã nói riêng, đồng thời làm cơ sở để đánh giá về sự đa dạng sinh học tại cánh rừng lớn nhất tỉnh Bình Phước này. Các nhà khoa học Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga vừa phát hiện một loài rắn độc mới tại Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận. Theo thông tin từ Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, đây là loài rắn lục mép xanh dương có kích thước nhỏ, dài khoảng 63cm và đầu hình tam giác. Loài này có thon dài và mỏng, màu xanh lá cây, sáng đồng đều ở phía trên và phần trên của hai bên. Giống cái loài rắn độc thuộc giống rắn lục châu Á, loài rắn lục mép xanh sở hữu nọc độc nguy hiểm.
phát hiện mới về loài rắn lục mép xanh dương, giúp củng cố tầm quan trọng của khu vực rừng nhiệt đới vùng duyên hải Nam Trung Bộ, một trung tâm khu vực về đa dạng động vật lưỡng cư và bò sát. Các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu thành phần, phân loại, phân bố sinh thái và độc tính của các loài rắn lục châu Á tại Việt Nam. Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt diện rộng và dự báo sẽ còn kéo dài 7 đến 10 ngày tới. Do đó, Cục Kiểm Lâm cảnh báo 73 điểm nguy cơ cháy rừng cấp 4. Theo đó, Cục Kiểm Lâm cảnh báo có 73 điểm ở các tỉnh thành Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận đang nằm trong vùng cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm. Nếu sơ suất để xảy ra cháy rừng dễ lan rộng, khó kiểm soát. Cục Kiểm Lâm khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng lửa trong rừng và gần bìa rừng trong giai đoạn này. Phần cuối bản tin hôm nay là tin tức về dịch bệnh và an toàn giao thông. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 6 tháng 8 năm 2024, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.364 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 16,2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trước tình hình đó, ngành y tế thành phố tiếp tục tổ chức khoanh vùng xử lý các ổ dịch mới phát sinh, tránh lây lan rộng trong cộng đồng, giám sát chặt chẽ ổ dịch cũ và mới, tổ chức phun hóa chất xử lý ổ dịch sốt xuất huyết dengue diện rộng tại thành phố Gia Nghĩa lần 3, tổ chức các đợt điều tra vector chủ động tại các khu vực ổ dịch, đồng thời huy động các ban ngành đoàn thanh niên, các địa phương ra quân đồng loạt tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà ở, loại bỏ các vật dụng, phế thải, không để muỗi sinh sản, tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp và gián tiếp, tuyên truyền về phòng chống bệnh sốt xuất huyết, vận động và huy động nhân dân cùng ngành y tế thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại khu dân cư, gia đình. 7 tháng năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 156 vụ tai nạn giao thông, làm chết 44 người, giảm 14 người chết so với cùng kỳ năm 2023. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 10.174 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 22,39 tỷ đồng. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm vận tải hành khách, chở hàng quá khổ, quá tải trọng, vi phạm về nồng độ cồn, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc các hiệu quả công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh qua hệ thống giám sát phạt nguội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kết nối khai thác dữ liệu từ các hệ thống camera giám sát, từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm giao thông. Vừa rồi là bản tin thời sự, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi không mưa, gió tây nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Vừa rồi là dự báo thời tiết biển, tiếp tục chương trình biên tập viên Lan Vy sẽ chuyển đến quý vị và các bạn chương trình kết nối những yêu thương. Xin mời Lan Vy. Cảm ơn anh Quốc Hưng. Quý vị và các bạn, chương trình kết nối những yêu thương kỳ này, mời quý vị và các bạn chia sẻ khó khăn với ông Trần Trưng, sinh năm 1958, và bà Lâm Thị Hồng, sinh năm 1956, ở thôn Trà Giang 3, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn. Hai ông bà thuộc diện hộ nghèo, thường xuyên đau bệnh, cuộc sống rất khó khăn, còn sự hỗ trợ giúp đỡ của các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Ông Trần Trưng và bà Lâm Thị Hồng là người gốc Huế. Vì ở quê quá khó khăn nên ông bà vào Ninh Thuận làm thuê. Trước đây ông Trưng làm phụ hồ, còn bà Hồng ai thuê gì làm nấy. Cuộc sống vất vả nên ông bà chẳng nghĩ đến việc lập gia đình. Là đồng hương lại cùng cảnh nghèo, ông Trưng, bà Hồng quyết định về sống chung khi gần 40. Ông Trưng, bà Hồng có hai người con trai, nhưng đứa đầu thì bệnh tim bẩm sinh, còn đứa sau bị hen suyễn và cứ đầu bệnh triền miên. Vì vậy, dù gần 30 tuổi, nhưng hai người con của ông bà chưa ai lập gia đình và chẳng thể làm chỗ dựa cho ba mẹ vào tuổi xế chiều. Nhiều khi rất buồn, ông mất, không ngờ tới. Đàn ông cái móc được mất.
Nó tới là một cốc à. Thì mỗi tháng phải đi vô Sài Gòn một lần. Mà tháng Tết vừa rồi á, vì không có tiền đi vô tái khám á. Hoàn cảnh này quá ngọt ngào, quá bi đát đi. Già rồi mà như con nó thì không có bị bệnh hoạn rồi, nó bị tim rồi, giờ phải gửi cho ông chú. Thằng lớn đâu có làm gì đâu được đâu. Còn nhờ được cái thằng sau thì nó cũng đi làm ba cắt đồng á, như về phụ vô cho ông bà ăn vậy thôi chứ. Bà Hồng đã 68 tuổi, vừa phát bệnh tim mấy tháng nay nên hay mệt, khó thở. Bác sĩ yêu cầu phẫu thuật gấp, nhưng gia đình chẳng biết kiếm đâu ra tiền. Chỉ đi tái khám định kỳ và uống thuốc hàng ngày để duy trì sự sống. Vì gia đình quá khó khăn, ông Trương bà Hồng phải gửi con trai đầu bị tim bẩm sinh về quê cho người thân chăm sóc. Còn đứa con trai sau bị hen suyễn theo bạn vào thành phố Hồ Chí Minh để làm thợ sắt, nhưng sức khỏe kém. Ngày làm, ngày nghỉ, chẳng đủ tiền trang trải cuộc sống và thuốc thang cho ba mẹ. Rất mong các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm chung tay giúp gia đình ông Trưng, bà Hồng vơi bớt khó khăn và có điều kiện khám chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, số 285A đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, số điện thoại 02593 824 206 hoặc 0949 965 339. Vừa rồi là chương trình Kết nối những yêu thương. Sau đây, biên tập viên Quốc Hưng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin anh Quốc Hưng. Cảm ơn Lan Vy. Việt Nam có thể thu về lợi ích kinh tế hàng tỷ USD nhờ thu phí ETC. Thông tin đăng tải trên báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam sẽ mở đầu một điểm báo sáng nay. Năm 2023, lần đầu tiên Việt Nam triển khai đầy đủ ETC, tổng chi phí tiết kiệm được lên tới 442,7 triệu USD, tính cả giai đoạn 2019-2030. Việc triển khai thu phí không dừng ETC trên cao tốc không chỉ đem lại lợi ích kinh tế khoảng 5,3 tỷ USD, mà còn giúp giảm 2,3 triệu tấn khí thải CO2, hơn 1 tỷ giờ nhân lực. Các chuyên gia nhận định, ETC tạo ra dữ liệu có giá trị để quản lý lưu lượng, nâng cao phân tích kinh tế và ra quyết định kinh doanh. Các ứng dụng tiềm năng của ETC nên được mở rộng sang các hệ thống thanh toán kỹ thuật số tương tự cho thu phí nội đô, bãi đậu xe, e-parking, đổ xăng không tiền mặt hoặc các cơ sở thu phí khác. Chuyên trang kinh tế báo Quân đội Nhân dân có bài tối đa hóa lợi ích của EVFTA. Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA sau 4 năm triển khai đã trở thành chất xúc tác quan trọng cho thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU. Tuy nhiên, theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, vẫn còn nhiều lợi ích từ hiệp định này chờ được khai mở. Tỷ lệ xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn còn thấp, chỉ chiếm hơn 2% quy mô dung lượng thị trường của EU. Thêm vào đó, tỷ lệ tận dụng ưu đãi của doanh nghiệp Việt Nam đến nay mới đạt khoảng 20%. Bộ Công Thương khuyến nghị thời gian tới, các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nắm bắt thông tin về thị trường thế giới, các tác động của kinh tế thế giới để chủ động trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh, giao hàng, chủ động đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường EU. Lý do EU tăng tần suất kiểm tra với nông sản Việt Nam là nhan đề bài viết đáng chú ý đăng tải trên báo Tiền Phong. Theo các chuyên gia, số lượng cảnh báo tồn dư chất cấm kháng sinh trong sản phẩm nông sản của Việt Nam xuất sang châu Âu EU tăng hơn 80% trong nửa đầu năm. Sự gia tăng này dẫn đến việc EU tăng cường tần suất kiểm tra biên giới đối với nông sản xuất khẩu từ Việt Nam. Hiện tại, 4 mặt hàng nông sản phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt hơn, bao gồm thanh long 30%, ớt 50%, đậu bắp 50% và sầu riêng 10%. Do đó, để hạn chế các vi phạm, ngay cả sản xuất và doanh nghiệp cần quan tâm các quy định chuẩn hóa ngay từ vùng trồng đến quy trình sản xuất và xuất khẩu. Nếu không có giải pháp kịp thời, nông sản, thực phẩm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam có nguy cơ bị tăng cường kiểm tra biên giới theo quy định của EU, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Không cho phân lô bán nền tại 105 thành phố thị xã, bài viết đáng chú ý đăng tải trên báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam. Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, được dư luận đặc biệt quan tâm, đó là quy định về phân lô bán nền đã được siết chặt hơn so với bộ luật trước.
quy định mới sẽ không cho phân lô bán nền tại 105 thành phố thị xã. Con số này tăng 81 địa phương so với quy định hiện hành. Cụ thể, luật kinh doanh bất động sản quy định không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân, tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại 1, 2 và 3. Đối với những khu vực còn lại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để xác định những khu vực mà chủ đầu tư dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở. Dự báo lượng phương tiện đi đăng kiểm sẽ gia tăng vào các tháng cuối năm. Bài viết trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ kết thúc một điểm báo sáng nay. Toàn quốc hiện có 275 trên 295 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động với 448 trên 547 dây chuyền kiểm định. Về cơ bản, hoạt động kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, theo dự báo thì số lượng phương tiện kiểm định sẽ gia tăng vào các tháng cuối năm, đặc biệt khi trùng với thời điểm các cơ quan tố tụng kết thúc xét xử và ban hành bản án sẽ có nhiều đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ và nhiều trung tâm đăng kiểm sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải đang trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 139 năm 2018 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo hướng tạm thời không thu hồi chứng chỉ với đăng kiểm viên bị kết án treo hoặc cải tạo không giam giữ mà không cấm hành nghề, không tạm đình chỉ trong thời gian 3 tháng đối với các đơn vị đăng kiểm có từ 2 đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm báo sáng nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận và chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Lan Vy. Xin mời Lan Vy. Cảm ơn anh Quốc Hưng. Một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cánh đồng muối Quán Thể ở xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
anh ơi, làm muối có vất vả không anh? Có vất vả chứ em. Mình đã sinh ra lớn lên ở đây rồi thì mình yêu cái nghề muối này rồi thì mình cố gắng mình làm. Bây giờ nếu mà em thấy làm ở đây vất vả quá, trời thì nắng nữa, có cái hơi muối bốc lên thì nó hốt người hơn. Nên nếu mà có cơ hội mà chuyển đổi qua làm nghề khác thì anh đổi nghề. Cái nghề này nó gắn bó với mình đã 13 năm rồi thì mình sẽ không có đổi, tại vì nghề này nó ông Ninh Thuận mình rất là hợp với nghề sản xuất muối. Đây là làm ra hàng muối cho quê hương Ninh Thuận. Thưa quý vị, và nếu có dịp đặt chân đến Ninh Thuận thì quý vị và các bạn hãy đến đây để trải nghiệm vẻ đẹp của những cánh đồng muối trải dài trắng tinh, cảm nhận tình yêu lao động của những diêm dân nơi đây để làm ra những hạt muối mặn ngọt tình. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết tỉnh Ninh Thuận, thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Dự báo thời tiết ngày 13 tháng 8 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội nhiều mây có mưa vừa, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa có mây không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận có mây không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng có mây không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận, các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, buổi chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chủ yếu đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chủ yếu đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, ngày nắng nóng, buổi chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi không mưa, gió tây nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động.